Mùa S4 này, bất ngờ Vena với mặt cả Lily, Tulen và Laurel. Trên bảng xếp hạng thì chọn ở rank Việt. Như mấy phiên bản trước cô nàng có được chơi nhiều, nhưng nay vèo phát lên top 3 pháp sư về cái lượng người chơi. Dễ hiểu thôi, gà rán sắp tới free skin Vena phù thủy hối họa. Hiện tại cô nàng có cho mình là 20-45% tỷ chọn. Wow, cái tỷ chọn này khiến một số vị tướng tier 1 giải đấu như là Iggy, Ignis cũng phải ước ao. Và sắp tới khi free skin sinh nhật, ai cũng có, Tràng Game tin rằng phải 30% tỷ chọn chứ không chỉ như hiện tại đâu. Khi Slim thỏ bảy màu là một minh chứng, còn tỷ thắng chỉ còn 48%, chắc không lạ đúng không? Bởi Vena đáng sợ là thật, Sốc Đam khỏe thật, bắt bò lạc tuyệt vời. Nhưng khả năng gánh team không thể bằng các chị em khác như kiểu Lidiana được. Đương nhiên không phải là do anh em game thủ Việt chơi Vena kém, mà cả ở rank Thái, rank Đài tỷ thắng thấp giống nhau hả? Chưa kể bên rank Thái, rank Đài nhá, tỷ chọn chỉ có 15% thôi, không bằng bên mình được. Vậy nên nếu đồng đội đủ hay và định lại máu giấy, thì Vena vẫn là bài đánh đáng thử để cùng team end game sớm nhá. Bạn nghĩ sao về Vena? Sắp tới anh em muốn nhận free skin từ gà rán không? Thảo luận ngay dưới video nhé. Làm tí QA trước các bạn nhá. Butter đi rừng, cầm gì hay là lên kiếm ạ? Và lên thương xuất phá cùng thương long ở trường hợp nào? Mong S trả lời. Ok bạn ơi, theo tiên gì nhá, thì lên kiếm đi, lên thương phá sốc đam cho nó khỏe. Nếu mà team kẻ địch rỉa và sốc đam căng quá đấy ạ, anh em đổi dìu đi rừng, ok chưa? Hoặc là nếu bạn vẫn thích cầm kiếm được thôi, không vấn đề cả, có thể thêm những cái món trang bị khác, ví dụ như thương kiếm để tránh bị sốc đam chẳng hạn. Hoặc là kiểu phép thì căng quá thì có thể là hướng tới một tí hơn choi nếu cần bạn nhá. Thật ra là cái chiêu 1 rồi là anh em khi băng xả cho cuối giờ spam cho cuối đấy ạ, nó rất là uy lực rồi. Quan trọng với một vị tướng băng xả vào cho con Butter đấy ạ, thì anh em phải giữ cái lượng máu là ok nhá, chứ anh em để mất máu nhiều quá thì rất là căng đấy. Ơi thanh niên tưởng là mình còn có nội tại hay sao đây. Đùa mà lốc là về đào được các bạn nhá. Ed ơi, con tủ của em là Ngộ Không mới bị giảm đam chí mạng, nhưng búp 600 tỷ chí mạng, em quyết định đổi găng thứ 3 sang kiếm ngắn để đầu game có đam. Ed nghĩ có hiệu quả không ạ? Thật ra thì nghe cũng có vẻ hợp lý ấy nhở. Em test thử một vài ván thì thấy cách này cũng khá là ok, nhưng ván về sau thì lại không biết. Nói thật nhá, tiền gì ấy, 6% cộng thêm nó cũng chẳng là cái gì đâu anh em ạ, nhân phẩm cả mà. Nên tốt nhất là cứ theo cái lối trang bị cũ mà chơi. Nhưng mà nếu anh em thích thì lên thêm quả kiếm ngắn vẫn được mà nhá, thêm tí đam đúng không? Còn nếu mà anh em thích kiểu là ví dụ như đấu giải Lai Bâng đánh Ngộ Ha đi, thì anh chàng này lên thẳng luôn cho mình đó chính là kiếm đi sừng, và sau đó lên giày dép các kiểu và lên hai cái trang bị tỉ trí mạng tiếp theo như là thanh kiếm song đao. Thì gì thế vẫn khá ok mà. Kiếm một em của Agrek, Triệu Vân em xù tận thế vậy ạ. Caphany Đinh Hương ấy ơi, tử Đinh Hương đúng không? Hay là Đinh Hương gì đấy. Với những cái bộ trang phục này, anh em nhắn lên cho TNG ở trên fanpage trải nghiệm game TNG, giống như các bạn này nè. Đấy, khách hàng thực tế luôn anh em. Anh em cứ nhắn lên thoải mái đi, trải nghiệm game tìm cho. Hàng ngày TNG vẫn phục vụ cho 50-100 anh em mà. Anh em ưng thì chốt, còn không thì anh em làm tí bài bài toán so sánh giá rổ thôi nhở. Cái nào bên nào hợp lý thì anh em bốc thế thôi, không bắt ép các bạn nhá. Và trên fanpage trải nghiệm game TNG thì còn ngoài việc là team art cho anh em, thì còn đảm bảo quyền lợi cho anh em, ok nhá. Nên các bạn gặp bất kỳ sự cố gì ở trên tạp hóa tng.com, anh em nhớ liên hệ nhé. Link TNG để ở phần bình luận các bạn nhá, bình luận ghim ấy, anh em bấm vào là có à. Ôi, mấy thanh niên này ẩu nhá, ẩu nhá. Vena đáng sợ nhất là gì anh em? Đó chính là những cái nụ hôn gió quá à, khó chịu luôn. Ôi hôn nè, và quan trọng là Vena có skin free sinh nhật mà anh em nhớ lụm nhá. Chào S, mùa này nên mua Zena là ID để leo top. Thật ra leo top chiến lược đấy ạ, thì anh em tùy nhá. Thích con nào thì leo con đó. Nhưng mà riêng về rau ranh đấy ạ, tiên gì hướng về con Zena. Bởi vì Zena sẽ đánh dễ dàng hơn ha. Chứ còn con Ari đấy, anh em phải có cái cày đủ đồ này, rồi còn phụ thuộc rất là nhiều đồng đội, nó đánh khó chịu lắm. Nên nếu mà anh em không ngại đấy, thì cầm Zena leo cho nhanh ha. Dễ dàng chơi và đổi vị trí. Ví dụ như là anh em bị cướp rừng chẳng hạn, thích thì cầm Zena hay rừng vẫn được mà, không vấn đề gì cả. Đúng không ạ? Chứ còn cầm ID thì hơi cực một tí. Cái gì cũng phải phụ thuộc một chút ở đồng đội thì nó khó chịu lắm. Đó, hôn gió này, hôn gió này à. Đấy. Thấp máu là dính trưởng ngay. Em cảm giác như con Ryoma đi rừng mùa này nó mạnh hơn. Em nghĩ sao ạ? Thật ra ở giải đấu đấy người ta hay cầm đi rừng nè. Đi rừng đối đầu cả Elandor vẫn ngon mà. Tại sao ạ? Rừng cái đầu game nó mạnh, khỏe, ép sớm ngon nè. Còn đi top dễ hành kèo trên kẻ địch thôi. Tức là mình là kèo trên đúng không ạ? Mình dễ hành kẻ địch. Mà đi rừng nhá, full đam, nhiều vàng. Đương nhiên rồi, nhiều tài nguyên mà anh em. Lớn nhanh, xanh mạnh thì tội gì mà lại không đè bọn nó đúng không? Đè lại dế luôn đi chứ. Trời ơi, thanh niên Murad như là hết kỹ năng rồi anh em ạ. Không thấy sử dụng chiêu 2 là chiêu cuối để mà ao nhây luôn. Đúng là cứ phải đúng thời điểm các bạn nhá.
đúng tướng rồi nhưng phải đúng thời điểm cơ. Đặc biệt cái thời điểm mà địch không còn cái gì để mà chơi mình nữa thì đấy là cái thời điểm quá tuyệt vời. Và đương nhiên rồi, phải núp bụi đấy nhá, núp bụi tấn công bất ngờ. Đương nhiên là mấy khoản núp bụi này nếu mà ganh thành công đấy thì anh em sẽ bị thọt đi một chút vàng đấy. Ôi ôi, hôn gió này. Đau nhá, ôi ôi ôi, thôi xong rồi. Không sốc được nó anh em ơi, nó búp quả giáp ảo đau quá. Đáng lòng thật đấy. Ad cho em hỏi là mùa trước em lên chiến tướng, mùa này đi xét răng em cảm thấy đánh đuôi quá. Thế bạn lên chiến tướng mùa trước là đầu mùa, cuối mùa hay là giữa mùa? Ad cho em những con đeo đánh đơn nó khỏe được không ạ? Cho em một ngày tuyệt vời. Quan trọng là bạn thích chơi vị trí gì chứ. Lần sau anh em hỏi đúng vị trí với nhá. Ví dụ như là xạ thủ của bọn Van Hed này, Vio này, mid của bọn Chrissy, Lidana, Iggy, rừng thì có Nagrod, Kera, Laoi, trợ thủ thì Thane, Enzo, top thì Floriuma. Cứ thế mà chơi thôi. Đương nhiên còn rất nhiều cái lựa chọn khác, chẳng qua là anh em không nói vị trí chính xác đúng không ạ. Rồi là nói chung là anh em càng chi tiết hỏi thì TNG càng dễ xử lý. Ui 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 ui, tưởng nó quẹt cái thằng Xena chứ. Không kịp anh em ơi. Gặp mấy thể loại như kiểu con Quillen là hay là Murad đấy, anh em bấm spam cho hai TNG nhá. Omega đi trợ thủ lên đồ giải khống chế là hồi huyết Ed ơi, hoặc là mắt mong Ed trả lời ạ. Thôi Omega đấy ạ, thì anh em phải nhìn xem là team để có tướng gì trước đấy. Nếu mà ít khống chế nhá, cứ hồi huyết mà chơi thôi. Hồi huyết bìa mạnh mà anh em. Phải nói là lên cái hồi huyết thì xạ thủ như mình quá trời lợi thế luôn. Bánh nhau kìa, bánh nhau kìa. Nhưng phải từ từ các bạn nhá. Lỡ mà để cái thằng Thên với thằng Mnga nó kết hợp với nhau thì hơi toang. Mình tốc biến mà nó cũng tốc biến rất là nhanh luôn. Chắc là kiểu bị mình sức đam lần rồi đó. Nó sợ rồi. Thật ra khi chơi cái bị tướng kiểu là con Veda hay là con Kane ấy, mình hay gặp cái tình trạng là chính là mải đánh nhau quá anh em. Thành ra hơi thọt vàng một tí so với đồng đội. Nhưng mà không quá thọt vàng so với cái địch được các bạn nhá. Nên nếu mà được đấy thì chúng ta sẽ cố gắng tối ưu, vừa farm vừa ganh là tuyệt vời nhất. Phải công nhận là con Veda này không cơ động cho lắm nhưng mà đánh nó vui anh em ạ, đánh nó vui. Nhưng mà chỉ vui khi mà đồng đội đánh ở cái thế là áp đảo người ta thôi nha anh em nhá. Tức là cái thế là đánh trên đầu và trên cổ người ta ấy. Chứ còn nếu mà bị ép tận trụ thì trời ơi, nó không phê đâu anh em, nó không hề phê chút nào luôn à. Ơi ơi ơi, gì đây, đấy các bạn thấy không. Cứ gặp mấy con như kiểu Quillen anh em cứ nhớ cái bài đó chính là spam chiêu 2 cho TNG. Đương nhiên là không có link quay ở cạnh nha. Cho tôi hỏi là có ai bị trừ uy tín một cách vô lý không ạ? Một ngày bị trừ mất 5 uy tín, cày bụng mà luôn. Ui căng nhở. Hy vọng trảm game ra cách leo rank đơn giản hiệu quả để anh em nắm top. Tôi bị rớt một bậc rank rồi do đồng đội đánh tuyệt vời quá. Đầu mùa mà hên xui đúng không? Tiếng gì cũng gặp suốt à, thắng thua bình thường anh em. Nhiều video hay là các thứ anh em xem của tôi cũng có thắng có thua à. Đôi khi là thua nhiều hơn thắng, chuyện bình thường mà. Còn về vấn đề trừ uy tín thì TNG chưa nắm rõ cho lắm. Có thể là do từ 7 giờ tối tới 19 giờ tối đấy, leo rank đấy ạ. Thì anh em mà đi sai vị trí được chọn, nếu bị tố cáo thì nguy cơ bị trừ từ 3 đến 5 uy tín là rất cao. Nên anh em chú ý nhá. Còn những cái lý do khác thì TNG không nắm rõ cho lắm. Thành ra là nếu các bạn biết thì có thể là bổ sung thêm ha. Ôi ôi, thấy rồi anh em thấy không? Đấy, tôi vừa thấy hình bóng của thằng Quillen nó đâu đó ở đằng sau đấy, nhưng mà nó có vẻ như là từ bỏ rồi. Gặp mấy thể loại này nếu mà anh em ạ. Đây, trời ơi, thơm vào sốc đam đi bạn ơi. Tầm này con Mnga nó lên đồ chắc chắn rồi anh em ạ. Nên phải gọi đồng đội. Mình hôn gió sẽ đến sốc đam là phải thêm đồng đội mình mới thể dồn đam được. Không đơn giản rồi nhá. Đây, ôi trời ơi, Murad kìa. Đấy, nó rút kinh nghiệm anh em ạ, nó rút kinh nghiệm. Nhưng không sao, không bắt được Murad thì mình xin thằng khác thôi đúng không? Đấy, anh Hayate chủ quan một cái bay màu ha. Ôi trời ơi, đau nha, vào đấy. Ui, may mà nó không vào anh em ạ, sợ chứ ai không ngồi kịp. Ed ơi, Nagrod bạch diện chiến thương khi nào quay trở lại ạ? Tiên gì không biết nhá, vừa mới ra chắc là cũng khá lâu đấy. Có khi nằm sau, bạn nhỉ. Không biết được, gà rán mà. Nhưng mà sắp có hợp tác rồi là 3S thì còn lâu. Hello. Cứ lựa đúng tướng mà chơi thôi anh em ạ. Thanh niên Hayate cũng hổ báo quá cơ. Lên đồ thủ thì chả thấy mấy đúng không ạ? Nếu nó thật nhá, nếu mà kiểu gặp một con Veda nó khó chịu quá, mình còn hay đánh ẩu thì anh em có thể lên dìu Hyoga để thêm quả hồn linh trời vẫn được. Hoặc là thương kiến đi, cho nó bố đời ha. Đấy, thương kiến được sửa bug rồi mà. Thành ra là chiêu 1 của Hete chơi gọi là tuyệt vời. May quá anh em chơi con Veda mà lại được team đánh ở thế công. Thành ra là TNG thoải mái mà chơi luôn. Cứ thế mà ép. Đấy, lâu lâu nó lại ao nhây cái quả hồn gió của mình. Nhưng không vấn đề anh em ơi, hồn gió hồi nhanh à. Xíu đúng không ạ, tí tẹo. Giờ là S nè, đợi mà lúc chiêu cuối các kiểu vào rồi là Vio rỉa, rồi là Xena băng xả, Nagrod băng xả, mình ở đằng sau hỗ trợ thôi đúng không ạ?
Kiểu ví dụ như là anh em nhìn trên Minimart nè, thằng Quillen kìa, trời ơi anh Quillen bị con Vio nó chủ động nó oánh cho sấp mặt luôn kìa. Đúng như dự đoán anh em ạ, thằng Vio nó bị ở Quillen nó oánh cho luôn. Cứ xa tôi cơ anh em, xa tôi là toang ngay. Chắc là end game thôi anh em nhỏ. Anh em ơi, đừng quên đặt câu hỏi Q&A dưới video để giao lưu với TNG ở video sau các bạn nhá. Và đừng quên tặng TNG một like đó.